Dạ mời cô. Mời cô vào trong. Dạ, thưa ông chủ. Giới thiệu với cô, đây là ngài Bá Hữu Tuất. Chào ông. Chào cô. Dạ. Mời cô ngồi. Ông Bá Hộ, tôi nghe nói là ông có một buổi tiệc mà. Nhưng tôi không thấy khách khứa gì hết. Tôi là chủ, còn cô là khách đó. Vậy có nghĩa là ở đây không có tiệc tùng gì hết. Cô nhìn đi, như thế này không phải gọi là tiệc sao? Có điều là tôi không thích đông người, cho nên buổi tiệc này chỉ có tôi và cô. Mời. Mời. Cô uống như vậy là xem thường tôi rồi. Tôi đã chờ đợi cô cả một buổi tối để được đối đãi miễn cưỡng như vậy sao? Dạ, không phải gì đâu Má Hộ. Chẳng qua là tôi không uống được rượu nhiều. Đúng là tôi có lừa cô, không có tiệc tùng gì hết. Tôi xin lỗi. Nếu như thật sự không có tiệc tùng gì nữa, tôi xin phép ông Bá Hộ. Cô đã đến đây rồi thì cô cũng phải nể mặt ngồi lại với tôi chứ. Còn nếu như cô không nể mặt tôi thì cô cũng nghĩ tới những người đang lập trong nhà hàng nơi mà cô đang hát. Cô nghĩ hả? Ông Bá Hộ,
Ông muốn gì ở tôi vậy? Tôi chỉ muốn mời cô uống rượu, chỉ vậy thôi mà. Nhưng mà tôi không hứng thú. Xin ông đừng ép tôi. Tôi là người thương hoa tiếc ngọc. Tôi làm tiệc này mời cô đến đây, nhưng mà cách mời của tôi thì hơi đặc biệt một chút. Mong cô thông cảm, nể mặt mà ngồi lại. Chỉ ngồi uống với tôi một lúc thôi, có khó khăn gì đâu. Cô à, cô đừng quá cố chấp. Bà tội nghiệp cho những người đang làm ở nhà hàng. Một đêm đi hát, không biết cô được trả bao nhiêu tiền vậy? Cảm ơn ông đã quan tâm. Lương của tôi cũng chỉ đủ sống thôi à. Nhưng sống như thế nào mới là vấn đề. Cô xinh đẹp, lại có tài năng. Cuộc sống của cô phải là cuộc sống của những người giàu sang. Như vậy mới xứng đáng. Tôi vốn đạm bạc nên không bận tâm lắm điều này. Nếu như tôi trả cho cô gấp 5 lần, à mà không, 10 lần đi, thì cô có chịu làm việc cho tôi không hả? Ông Bá Hộ, tôi thì tôi cũng chỉ biết hát, ngoài ra tôi không biết làm chuyện gì khác. Xin lỗi là tôi không dám nhận lời của ông. Làm cho tôi thì cũng chỉ hát thôi mà. Nhưng khác biệt một chút là cô chỉ hát chỉ cho một mình tôi nghe thôi. Ông Bá Hộ, tôi xin phép nói ra điều này, mong ông bỏ qua cho nha. Cô cứ nói. Hằng đêm tôi đi hát là muốn được phục vụ cho những người yêu thích giọng hát của tôi. Và đây cũng là lẽ sống của cuộc đời tôi. Vì vậy, nếu như có ai đó yêu cầu tôi hát riêng cho người nào đó, với bất cứ giá nào đi nữa, tôi tuyệt đối cũng sẽ không nhận đâu. Hay. Cô rất là cá tính. Tôi thích cô. Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái không cần tiền. Ông đã quá khen. Đàn ông thì mê sắc, còn đàn bà thì mê tiền. Câu này có lẽ không đúng với cô. Cô quả là một cô gái rất đặc biệt. Thật ra nãy giờ những gì mà tôi nói, tôi chỉ thử lòng cô thôi. Vậy sao? Nếu vậy thì là may mắn cho tôi quá.
cô là một cô gái rất đáng ngưỡng mộ. Tôi muốn kính cô một ly. Ông quá lời rồi ông Bá Hộ à. Tính ra ông Bá Hộ đây đáng tuổi cha, chú của tôi. Ông nói ông kính tôi không dám nhận. Cô hiểu lầm rồi. Kính ở đây là mến mộ, chứ không phải là tôn kính đâu. Mời. Người đâu? Dạ ông chủ. Lấy cho tôi một chai rượu nữa. Dạ. Nhớ rượu đặc biệt để tôi tiếp đãi cô Nhị hả? Dạ ông chủ. Xin lỗi ông Bá Hộ, có lẽ là tôi không uống được nữa đâu. À không được, cô phải uống với tôi vài ly nữa. Đây là rượu đặc biệt. Tôi chỉ... Dạ. Đêm nay tôi thật vinh hạnh được uống rượu cùng với cô. Người xưa hay nói, gặp người hữu duyên chủ uống một chung cũng bằng 100 năm uống rượu. Tôi rất thích câu này, nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác này. Mời. Mời. Dừng lại. Mày nhớ kỹ coi có phải khu vực này không? Dạ đúng rồi ba. Chúng con theo dõi ông tới chỗ này. Rồi thấy ông tới chỗ này, rồi tự nhiên ông mất hút. Chắc ổng đi công việc hay làm ăn gì thôi chị ơi. Im đi. Ban đêm ban hôm mà công việc cái gì? Thằng cha già này tôi không rành tính thằng chả sao? Nè. Dạ. Mày cứ kéo chạy từ từ đi, tìm cho ra thằng chả. Dạ. Cái thằng cha mê gái này không tin được thằng chả đâu. Đi. Dạ bà. Ai da. Chuyện gì nữa? Sao vậy? Sao tự nhiên em bị đau đầu quá? Chắc có lẽ là do xe kéo này chạy dằn quá. Hình như gần đây có chợ còn buôn bán. Để em qua đó nghỉ ngơi. Mọi người cứ đi tìm đi. Xong rồi qua rước em sao cũng được. Thôi được rồi, nhiều chuyện quá, xuống lẹ đi. Dạ. Đi nhanh lên. Dạ. Không lẽ là ngôi nhà đó? Thank you.
Ông bỏ cái gì vô rượu vậy? Rượu ngon lắm phải không? Tôi đã bỏ vào rượu tất cả những sự ấm ức của đời mình, với sự thèm khát khi nhìn thấy em. Ông không ngờ ông là một tên khốn nạn. Ông không phải là người. Gặp người hữu duyên, uống một chung bằng cả trăm năm uống rượu. Có lẽ đêm nay tôi sẽ hiểu được cảm giác này. Cô gái nào, tôi cũng không để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Dừng lại. Tại sao tìm nãy giờ mà không thấy ổng đâu hết trơn vậy? Dạ con không biết nữa bà, chỗ này con không có rành. Cái thằng chả chết tiệt này, tôi mà tìm được ông là ổng biết tay tôi. Chị, có khi nào ổng đi với khách làm ăn gì không? Mình về thôi chị. Thì về chứ biết sao bây giờ. Quay xe lại đón bà Tư. Dạ. Sao bà biết tôi đang ở đây? Tôi khuyên ông nên dừng lại cái hành động khốn nạn của mình và về nhà ngay đi. Đi về? Tôi không thể về được. Bà dám cãi lời tôi hả? Bà ăn cơm hôm hả bà tính lũa? Đúng, tôi thì không dám. Chắc chắn chị Hai sẽ dám đâu ông Tuất à? Sao? Ông có dám đối diện với chị Hai trong tình cảnh hay ho này không? Bà cũng đang ở đây sao? Đúng vậy, chị Hai đang đứng trước cổng, sắp vào đây rồi. Ông nên kiếm ngõ sao trốn đi thì hơn.
Anh Tuấn, đi cả buổi rồi mà anh không cười nói gì hết. Bộ đi chơi với em anh buồn lắm hả? Không phải đâu Kiều Như. Tại vì trong đầu của anh đang nghĩ luẩn quẩn chuyện kho lúa của chú Quỳnh. Thôi, chuyện kho lúa cũng đã qua rồi, mà anh đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Cứ để Sở Cẩm người ta lo đi. Anh, hay là mình vô ăn khuya đi, em đói bụng quá à. Đi. Đi mà anh. Chị, cho em hai tô, một tô lớn, một tô nhỏ. Rồi, có liền. Coi cô. Cô. Mời cô dùng. Mời cậu dùng. Cảm ơn chị. Ủa, hình như hôm bữa cậu có tới đây ăn rồi phải không? Dạ. Ủa, hình như không phải cô này, cô lần trước khác mà. À, tôi biết rồi. Hôm bữa là lớn, bữa nay là nhỏ đúng không? Chắc là chị lập rồi. Không phải như vậy đâu chị. Trời ơi, có gì đâu mà cậu phải e thẹn. Đẹp trai như cậu á thì hả, lớn, nhỏ, út, thêm thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dạ, chị đoán sai rồi. Cậu đó nghe, đúng là có số hưởng đó. Lớn nhỏ gì á cũng đẹp quá trời quá đất luôn á. Trời ơi, giống như tôi ngày xưa á cậu. Chị vô bán đi, để tụi em ăn. Tính tiền chị ơi. Dạ mời cậu ăn, mời cô ăn. Bao nhiêu tiền chị? Dạ một anh. Hào. Dạ cho em gửi. Chị đã nói gì em không hiểu gì hết trơn vậy? Không có gì đâu em. Thôi em ăn đi. Chỉ nhầm người thôi. Cô. Ủa, ông làm gì vô đây? Đói bụng á thì chờ chút nữa đi, đợi tôi dọn hàng xong á, còn dư á tôi sẽ cho. Tôi có tiền nè. Nè tiền nè. Có tiền mà cho tôi một tô thôi. Nè, ở đâu có? Lấy đâu ra cái túi đẹp vậy? Ông ăn cắp phải không? Ăn cắp cái gì? Nói, chứ ở đâu ra? Không có. Cái này là đi ăn cắp của người mà. Ta nè. Tôi làm ở ngoài kia kìa. Chú ơi. Nói. Chú làm ơn cho tôi hỏi, cái bóp này chú làm được ở đâu vậy? Cậu đi tới phía trước ngã ba, đi hết con đường á, quẹo phải sẽ thấy một cô gái nằm dưới góc đường á. Hả? Có chuyện gì vậy anh? Anh Tuấn. Chú ơi. Gì vậy? Cho con chuột lại cái túi này được không? Cái túi này là của một người quen với bạn con đó. Nè, của bạn cô á, thì cô cầm lấy đi đi. Không có dạ. gì đâu. Cái túi này của tôi mà. Thôi mà chú. Của người ta thì trả cho người ta. Vậy chị cho chú một tô đi, coi như là em mời nha. Tính tiền ba tô giùm em luôn. Em gửi rồi, tiền rồi. Dạ em cảm ơn nha. Anh Tuấn. Gì hả? Gì hả? Em sao vậy? Em có nghe nói không vậy hả? Gì hả? Em bị làm sao vậy? Anh Tuấn. Anh, chị bị sao vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà hình như là cô ấy không có sai đâu. Xe kéo. Dạ. Nhưng em nghe người quán nằm đọc mùi rượu hả? Anh xin lỗi em nha Kiều Như. Em tự về nhà đi. Để anh đưa dì Hà về nhà.
cho xe chạy đi anh. Dạ. Chạy lên. Dạ. Nè, ông về chưa? Dạ ông về rồi ạ. Thấy chưa, em nói chị rồi, đi kiếm gì cho mệt. Ông về rồi đó. Ông về hồi nào vậy? Dạ, ông bà vừa mới đi là ông về liền á. Ông tìm tôi có chuyện gì không? Lúc nãy tôi nặng lời với cô, tôi đến đây để xin lỗi thôi. Không có gì đâu, tôi quen rồi, ông không phải bận tâm đâu. Nếu không có việc gì nữa, ông về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi thấy lâu rồi cô cũng không về thăm nhà. Ông thôi, mai cô đi mua một ít đồ rồi đưa thằng Bình về nhà đi. Ông muốn đuổi tôi sao ông Tuất? À, không, tôi chỉ muốn con và cô về thăm nhà cho khuây khỏa thôi. Với lại lâu rồi thằng Bình không có về nhà thăm ngoại. Thì ra ông muốn mua chuộc tôi. Ông sợ tôi kể chuyện này của ông cho chị hai biết đúng không? Ông yên tâm đi, dù tôi có muốn tôi cũng không dám làm chuyện đó đâu. Vậy được, cô nghỉ ngơi đi. Ông Tuất, tôi xin ông hãy nghe những gì tôi nói. Ông hãy dừng những việc làm tồi tệ của ông lại. Trời cao lúc nào cũng có mắt, gieo gió thì cũng có ngày gặp bão. Đó là công lý. Mong ông hãy nhìn lại thằng Bình và nhớ những gì tôi nói. Dù có gặp phải bất cứ thứ gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Tuyệt đối là không. Dạ, con thưa bác. Dạ, bác làm ơn cho con hỏi là dì Hà tỉnh dậy chưa vậy bác? Chưa cậu. Không biết tối qua có chuyện gì không mà nó ra nông nổi như vậy. Tối qua con nghe doctor nói là cô ấy uống trúng thứ nước gì làm cho mê man. Chứ không sao đâu bác, bác đừng có lo lắng quá. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi chết quá cậu ơi. Dạ, xin phép bác, con vô thăm cô ấy một chút. Cậu vô đi. Dạ. Dì Hà, dì Hà, em còn mệt không?
Em làm anh lo quá. Anh ơi, sao em lại ở phòng của em vậy? Hôm qua anh đã đưa em về, rồi gọi doctor tới khám cho em nữa. Anh đi về, anh gặp em bất tỉnh ở ngoài đường, cho nên anh đưa em về. Nhưng mà tối qua chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Anh biết là em không phải say rượu có đúng không? Đau quá. Em không nhớ gì nổi hết á. Sao lại không nhớ gì chứ? Lúc anh gặp em vẫn còn mùi rượu mà. Em không nhớ là đã uống rượu với ai sao? Em không nhớ gì thật mà. Anh đừng có hỏi gì em hết. Em đang mệt lắm. Em cứ nghĩ tới là em nhức đầu à. Em muốn nghỉ ngơi, anh đi về đi. Thôi về em nghỉ ngơi đi. Chiều anh sẽ qua thăm em nha. Gặp người hữu duyên, uống một chung bằng cả trăm năm uống rượu. Xin lỗi vì mọi chuyện đã diễn ra không đúng như kế hoạch. Không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi. Điều làm tôi bận tâm bây giờ là làm sao tiếp cận được Quan Nhị Hà. Em nghĩ chuyện này có gì đâu mà ông chủ phải bận tâm. Chắc chắn là không như em nghĩ đâu. Có lẽ hiện giờ cô ta đang rất căm thù và đề phòng về tôi. Với tiền bạc và quyền lực của ông chủ, em nghĩ chuyện đó không hề khó. Có vài vấn đề cũng khó khăn đó Xuân Thương à. Thứ nhất, Quan Nhị Hà là cô gái không mê tiền. Thứ hai, con mụ vợ của tôi mặc dù không yêu thương tôi nhưng rất độc đoán. Và thứ ba là tôi muốn chuyện này phải bí mật cho đến giờ phút cuối. Đúng là những vấn đề này, tiền bạc và quyền lực cũng khó giải quyết được. Thôi được rồi, bây giờ về suy nghĩ và tìm cách cho tôi. Tôi có công việc phải đi làm gấp. Dạ, chào ông chủ. Chào ngài Bá Hộ. Chào ông. Không biết ngài Bá Hộ ghé thăm tôi có gì không? Dạ con mời ông. Dạ, số tiền này là gì vậy? Tôi biếu cho ông là để cảm ơn ông đã nể tình cho cô Quan Nhị Hà đến hát trong buổi tiệc của tôi. Dạ, cảm ơn ngài. Dạ, mời ngài.
Ông cho tôi hỏi, từ đêm qua tới giờ cô Quan Nhị Hà có ghé nhà hàng chưa vậy? Dạ chưa. Nếu ngày cần tôi sẽ gọi cô ấy tới. À mà thôi, không cần thiết đâu. Dạ đây là phong bì này, tôi nhờ ông chuyển cho Quan Nhị Hà giùm tôi. Ông nói là tôi thành thật xin lỗi cô ấy, mong cô ấy hãy quên tất cả những gì đã xảy ra. Dạ chào ngài. Nhị Hà, tối đêm qua xảy ra chuyện gì vậy con? Con tới đây con muốn cho chú biết về chuyện này. Cái này là của con. Chú, cái này là cái gì vậy? Ông Ba Hộ nhờ chú đưa cho con. Qua ông ta không có tiền tùng gì hết á, ông ta cố tình mời con tới, ông ta cố tình chuốc rượu con, rồi bỏ thuốc mê con, ông ta tính giở trò đòi bãi với con. Thì ra là vậy, lúc nãy chú đã nghi là có chuyện rồi. Ông ta đúng là khốn nạn, vô liêm sỉ. Chú thành thật xin lỗi con. Chú không ngờ ông ta lại tồi tệ như vậy. Nếu chú biết chuyện lại xảy ra như vậy, chắc chắn chú sẽ tìm cách thoái thác để con không phải đến gặp lão ta rồi. Số tiền này ông ta muốn dùng để bịt miệng con phải không chú? Chú nghĩ chắc là vậy. Những kẻ giàu đó thì lúc nào họ cũng nghĩ rằng đồng tiền sẽ làm nên tất cả hay sao? Con nhất định không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Chú biết là con bị oan ức, theo chú con đừng nên làm mồm vào chuyện này, thì hậu quả phải gánh chịu chắc chắn không phải là lão ta, mà là chính con và chú và những người làm việc trong cái nhà hàng này. Chú mong con nghĩ lại. Chú nói vậy là muốn con phải làm như thế nào đây? Chú muốn con phải ngậm miệng hả chú? Chú muốn con phải chịu nhục hay sao hả chú? Anh đang nghĩ gì vậy? Lại nhớ tới cô Quan Nhị Hà đúng không? Anh thấy mọi việc đã an bài xong tất cả. Còn bây giờ, anh phải đợi đến khi nào nữa đây? Anh không nghe người ta nói sao? Dục tốc sẽ bất đạt. Em nghĩ là anh nên chờ đợi thêm một thời gian. Ít nhất là cho tới khi chuyện kho lúa êm xuôi đã. Chờ đợi? Đợi tới bao lâu nữa đây? Đợi tới khi cô ta với thằng kéo xe gạo đã nấu thành cơm rồi. Không nhanh vậy đâu. Anh đã trải qua rồi nên anh cũng biết. Còn cá, nếu đã bị câu hụt một lần thì sau đó sẽ rất khó câu. Vậy nên mình phải chắc chắn là thành công thì mới ra tay chứ. Thôi được rồi, anh sẽ nghe theo lời của em, đợi thêm một thời gian nữa.
Cảm ơn con đã suy nghĩ cho chú. Chú, con làm việc ở đây cũng đã lâu lắm rồi. Tình cảm với mọi người như là người thân trong gia đình. Nếu chịu chút oan ức vì mọi người thì... Giờ con cứ tạm nghỉ đi, tránh lão ta lại tìm đến sinh sự. Con yên tâm, lương của con á, chú sẽ tính như bình thường. Chú đừng làm như vậy. Con thấy khó xử lắm. Con không cần phải bận tâm. Chú đã mang ơn con, giờ con phải để cho chú báo đáp. Một thời gian nữa khi mọi chuyện đã qua thì con đi làm lại. Nếu là như vậy, trong thời gian con nghỉ việc, con chỉ xin nhận phần nửa lương thôi. Để chú kêu xe kéo nha. Dạ. Xe kéo. Dạ. Đưa cô ta về nhà giùm tôi. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Chào chú con về. Chào con. Dì Hà. Ủa anh? Anh có tới nhà hàng, người ta nói là em nghỉ việc rồi. Sao em lại nghỉ việc vậy? Đâu có. Em chỉ nghỉ ngơi một thời gian, em sẽ đi làm lại mà. Dạ, cô Quan Dị Hà đã nghỉ phép mấy ngày nay rồi. Ủa, ngài bảo hộ chưa biết chuyện này sao hả? Chưa. Nhưng mà cô ta có nói lý do tại sao cô ta nghỉ việc không? Dạ thưa không. Vì lúc gặp ông, cô ta có kể lại chuyện xảy ra đêm qua không? Dạ cũng không nữa. Nhưng mà tôi thấy lúc xin nghỉ việc á, tôi thấy hình như cô ấy đang buồn bực chuyện gì đó, cho nên tôi có hỏi thăm. Nhưng cô ấy không hé một lời. Thôi được rồi. Chào ông, bữa khác tôi ghé chơi. Dạ chào ông. Sao lão già này tự tới tìm Quan Nhi hả? Không lẽ lão ta biết mối quan hệ của mình với cô ta rồi tới đây kiếm chuyện? Anh thấy hình như em đang có tâm sự phải không? Em đang có chuyện gì giấu anh hả? Em chỉ thấy hơi buồn, chỉ không biết trong thời gian rảnh rỗi này sẽ làm việc gì thôi. Em làm gì có tâm sự gì chứ? Em nghĩ việc như vậy có ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình không? Yên tâm đi, em vẫn lãnh lương bình thường mà. Cuộc sống thì chắc chắn không có ảnh hưởng rồi đó. Nhưng mà hằng đêm chắc là em sẽ rất buồn vì nhớ sân khấu. Vậy thì hằng đêm anh sẽ tới nói chuyện với em để cho em khuây khỏa được không? Cảm ơn anh. Ủa cậu hai. Chào. Dạ, dạ chào cậu hai ạ. Ông già tôi tới đây làm gì vậy? Dạ. Tại sao ông ta vẫn không vào trong? Dạ ông bảo hộ tới đây á, hỏi về cô Quan Dị Hà. Mà tôi nói là cô Quan Dị Hà xin nghỉ luôn rồi. Ông nghe nói vậy, ông bỏ đi liền hả? Quan Dị Hà nghỉ luôn? Dạ. Cô ấy có nói tại sao không? Dạ không, không ạ. Thôi được rồi, ông đi làm việc của ông đi. Dạ cậu hai. Chuyện điều tra về kho lúa, anh điều tra sao rồi? Vẫn chưa có tiến triển gì hết em à. Nhưng mà anh có nói với Sở Cẩm, nghi vấn của anh rồi. Nhưng người ta nói là không có nhân chứng nên rất khó điều tra. Vậy anh cũng mất luôn việc làm rồi. Cuộc sống sắp tới sẽ sao đây? Anh cũng chưa biết nữa. Chắc có lẽ là anh phải kiếm việc làm khác. Hả?
Gì hả? Chó! Mày tưởng mày có tiền mày muốn làm gì thì làm à? Thả tao ra! Mày thả tao ra! Anh! Đánh tao hả? Buông ra! Mày chính là thằng đã đốt kho lúa chú Quỳnh đúng không? Mày không có tư cách để nói chuyện với tao. Gì hả? Anh muốn nói chuyện với em. Tôi với cậu không có chuyện gì để nói. Cậu hai, cậu đi về đi. Anh nghe nói em đang nghỉ việc ở nhà hàng. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tôi thích nghỉ thì tôi nghỉ. Mắc mớ gì tới cậu mà cậu hỏi? Có phải là mọi chuyện liên quan tới ông già nhà anh không? Ông ta gây sự với em hả? Em trả lời anh đi. Ông ta đã làm gì em? Cậu muốn biết chuyện gì á? Cậu đi về hỏi cha của cậu đi. Cậu đừng có hỏi tôi. Tôi không có muốn nhắc tới chuyện này nữa. Gì hả? Ông ta làm gì em hả? Không có chuyện gì hết anh. Cậu đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Nhi hả? Anh đã làm gì? Tôi nói cho cậu biết, mãi mãi từ đây về sau, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của gia đình cậu tới đây nữa. Đây là lời cuối cùng tôi nói với cậu. Cậu đi về đi. Anh đã làm gì mà em lại ghét anh như vậy? Hay là tại thằng kéo xe này? Thả tôi ra. Mà em tuyệt tình với anh. Cậu hai, giữa tôi và cậu không tình không nghĩa gì hết á. Tôi có mang ơn cậu. Tôi xin cảm ơn. Số tiền mà tôi nợ cậu, cậu cho tôi 3 ngày, tôi sẽ trả hết cho cậu. Vậy là em quyết tâm chọn nó. Không tình không nghĩa. Nếu mà em đã nói như vậy, em hãy nhớ, tôi thề là em sẽ hối hận đó Nhị Hà. Vậy tụi bay, mày đứng lại. Anh à, bỏ đi. Gì hả? Theo như lời hắn ta nói, đã xảy ra chuyện gì? Hôm trước em nói là em không nhớ. Em nói xạo với anh đúng không? Em nói đi, ông bá Hậu Tuất đã làm gì em? Em xin anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Không có chuyện gì hết đó. Thôi được rồi, nếu em đã nói như vậy, anh sẽ không nhắc lại nữa. Anh hãy nhìn em đi. Nếu như em kể ra, anh phải hứa là anh không được tìm ông ta. Anh hứa với em đi, thì em sẽ kể. Nghe xong chuyện này, chúng ta cùng quên nó đi, được không anh? Được, anh hứa với em. Mãi mãi từ giờ về sau, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của gia đình cậu tới đây nữa. Đây là lời cuối cùng tôi nói với cậu. Cậu đi về đi. Ông già. Ủa con, cái gì vậy? Nè, ông ta đâu? Cái gì vậy? Ông già ra đây. Có gì bình tĩnh. Ông ra đây cho tôi. Từ từ nói đi con. Ông già, ông ra đây. Trời, con nghe má nè. Từ từ nói đi con. Mày la lố cái gì đó? Mày đến đây làm cái gì? Con, ông đã làm gì qua gì hả? Ông làm gì để cô ấy phải thù ghét tôi con, mà không thèm nhìn mặt tôi chứ hả? Thôi mà con. Mất dạy. Mày nói lẩn thẩn cái gì vậy? Tối rồi mà mày còn qua đây quậy phá nữa hả? Biết khỏi nhà tao. Con, nghe lời má đi. Ông đừng có giả bộ. Ông đừng nói ông không biết Quan Nhị Hà nghỉ việc nha. Tao không biết Quan Nhị Hà là ai hết. Mày đừng đến đây nói chuyện khùng điên nữa. Còn bà đó, bà không kêu nó đi ra khỏi đây, bà đừng có trách tôi. Đi con, nghe lời má đi. Đi đi con. Bà buông con ra. Nghe lời má con đi bà. Con muốn nói chuyện với ông ta. Đi mà con. Đi. Bà buông ra.
con thôi mà. Cái thằng này có chuyện gì từ từ rồi nói. Sao, cái gì mà làm rần rần lên vậy hả? Má vào trong mà tự gọi ông đi. Con, thôi mà. Ông già, ông nghe cho rõ đi. Nếu như ông còn đụng đến Quan gì hả và can thiệp vào mối quan hệ của tôi thề là tôi sẽ lấy mạng ông đó. Quân, con nghe lời má đi. Má bỏ ra. Con, Quân, Quân. Bà cứ để cho nó đi đi. Ông với thằng Quân nói chuyện gì vậy? Quan Nhị Hà là ai? Tôi không biết. Tôi cũng chả hiểu tại sao nó về đây nó gây sự được. Không có lửa làm sao có khói. Nếu ông không làm gì thì tại sao nó lại về đây gây sự? Bà cũng hiểu tính thằng quý tử của bà rồi mà. Nó gây sự với tôi nó đâu cần phải có lý do đâu. Thôi được rồi. Nếu ông không muốn nói thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Tôi không muốn hai cha con ông một mất một còn như kẻ thù đâu. Một mất một còn. Điều này thì tất nhiên, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Quan Nhị Hà đã nghỉ việc, vậy có nghĩa là cô ta đã đề phòng. Như vậy, muốn tiếp cận cô ta sẽ rất là khó khăn. Đã vậy, tên Hải Huân còn trở về đây vào lúc này, thật là phiền phức. Nếu như không khéo, tất cả sự cố gắng ô nhục của mình bấy lâu nay mình chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa. Sư Thương, giấy nợ của mẹ Quan Nhị Hà đâu? Đưa đây. Anh lấy làm gì? Mình chưa cần tới mà. Anh không chờ nữa, đi vô lấy cho anh, nhanh lên. Chết rồi, gã này bây giờ lại kiếm chuyện gì nữa đây? Mình phải làm sao? Em sao vậy? Hả? Đi vô lấy giấy nợ cho anh. Dạ. Chị Hà. Nhưng mà anh bình tĩnh lại. Hay là có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Đêm qua anh gặp cô ta, cô ta đã buông ra những lời tuyệt tình với anh, nên lần này anh sẽ không tha cho cô ta nữa đâu. Nhưng mà cô ta đã nói gì vậy? Cô ta nói là đừng đến tìm cô ta nữa và không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa. Phụ nữ lúc giận hay nói linh tinh vậy thôi. Nhưng mà khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Mình phải biết nhẫn nhịn để chờ thời cơ chín muồi chứ anh. Lần này không nắm được cô ta, anh thề không là Hải Huân nữa. Có chuyện gì mà sáng sớm cũng muốn gặp tôi vậy Xuân Thương? Rắc rối rồi ông chủ ơi. Không biết đêm qua có chuyện gì mà khi nãy cậu hai tới tìm em lấy giấy nợ và đi giải quyết với Quan Nhị Hà. Giấy nợ gì? Cậu hai gài bẫy má của ta, dây nợ một số tiền rất lớn, và dùng chính số tiền này để khống chế cô ta. Theo em, cô ta có thể bị khuất phục bởi điều này không? Em cũng không biết, nhưng nghe nói cô ta là một đứa con gái rất có hiếu. Vậy thì rất rối thật. Thôi được, bây giờ em hãy đi theo nó giám sát chuyện này rồi về báo tin cho tôi. Vậy là không còn cách nào khác hả ông chủ? Tôi chỉ còn biết cầu mong sao cho cô ấy không đồng ý trả nợ thay cho mẹ của mình.
Nè Xuân Thương, xoay chuyển được tình huống. Trì hoãn một ngày, em đã có cách rồi. Dì à, em đi đem Vũ. Nè Xuân Thương, em lấy xe của tôi đi cho lẹ. Dạ. Dạ. Nè, chở cô Xuân Thương đi công việc cho tao. Mời cô. Cô, bây giờ mình đi đâu? Cho tôi lên sở cẩm, nhanh đi. Dạ. Cậu Hai Quân, những lời mà tôi nói với cậu hôm qua hình như cậu quên hết rồi thì phải. Tất nhiên là tôi không quên. Cô nói là giữa chúng ta không còn tình, không còn nghĩa. Nhưng quả thật tôi muốn cho cô biết, cô sai rồi cô Quan Nhi Hà. Cậu muốn nhắc tới món nợ 100 đồng chứ gì. Tôi có hứa với cậu là 3 ngày tôi sẽ trả, nhưng mà bây giờ không cần nữa, tôi sẽ trả liền. Cậu đợi tôi một chút. Chỉ là 100 đồng thôi sao? Cô hỏi lại má của cô coi, chính xác là thiếu tôi bao nhiêu tiền. Má, cậu ta nói vậy nghĩa là sao hả má? Má, má nói cho con biết đi, má thiếu người ta bao nhiêu tiền nữa hả má? 100 đồng nữa sao? Là 1.000 đồng đó cô Quan Nhi Hà. Không thể nào, 1.000 đồng. Má, 1.000 đồng. Má muốn hành hạ con tới khi nào nữa hả má? Má ơi, bây giờ con bán hết cả căn nhà này cũng không có đủ tiền trả cho người ta được má. Má muốn sao đây? Bây giờ má muốn ép con gái của má chết cho má vừa lòng hả má? Sao? Bây giờ cô nói với tôi thử xem là giữa chúng ta có tình nghĩa gì nữa hay không? Đêm hôm qua cô nói là cô không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của tôi, nhưng mà đáng tiếc mong muốn này của cô không thành hiện thực rồi. Mãi mãi đời này kiếp này cô không thoát khỏi tay của tôi đâu. Anh nói đi, bây giờ anh muốn gì ở tôi nữa đây?
với một đóa hoa xinh đẹp như cô, thì đương nhiên là tôi muốn sở hữu cô rồi. Tôi muốn sở hữu cô đó, cô hiểu không? Hả? Hả? Cô là chị Nhi, bỏ ra. Cô lại cô. Điểm đi. Chúng ta lại. Các người đã bị bắt, không ai được chống cự. Ông muốn cái gì đây? Chúng tôi mời anh về Sở Cẩm để điều tra. Ông chưa biết tôi là ai à? Là ai thì để tính sau. Mời về Sở Cẩm điều tra đã. Đừng để chúng tôi dùng vũ lực. Được. Nếu như ông không biết tôi là ai thì cũng không sao. Nhưng mà tôi muốn biết, tại sao lại muốn mời tôi về Sở Cẩm? Có người đã đến Sở Cẩm, báo là ông đang gây sự ở đây. Ông biết chữ mà đúng không? Ông coi cho kỹ đi. Tôi tới đây đòi nợ. Đòi nợ chứ là không phạm pháp chứ hả ông A Ta? Nhưng chính mắt tôi đã thấy anh hành hung cô gái và hai đứa nhỏ. Mau bắt về cho tôi. Ông dám hả? Sao? Dạy chúng đi. Ông hay lắm. Buông ra. Cô chưa xong với tôi đâu cô Nhi Hà. Tại dạo này á, em nhiều việc lắm. Mà bây giờ anh giúp em được rồi, em chịu anh một chút được chứ? Được rồi. Anh ghê quá à. Nhưng mà anh nhớ phải giữ hắn hết một ngày cho em nha. Tưởng giữ lâu chứ, một ngày thì chuyện nhỏ. Em cứ yên tâm đi. Đi đi bác tài. Má, tại sao má lại làm như vậy? Má không thương con sao má? Bây giờ má đã gây ra quả lớn như vậy rồi. Tiền đâu? Tiền đâu mà con trả cho người ta đi má? 1.000 đồng. Má, 1.000 đồng có lấy đâu ra má? Má ơi. Chị hai, chị hai, có cái gì tính kiếm chị kìa. Chị biết rồi. Kiều Như, mời Kiều Như ngồi. Mời Kiều Như uống nước. Không biết bữa nay Kiều Như tới nhà tôi có chuyện gì không vậy? À, em tới để trả cái bóp cho chị. Tối hôm đó anh Tuấn vội đưa chị về nên để quên. Cảm ơn Kiều Như nha.
chị đã khỏe chưa? Em thấy thần sắc của chị không được tốt cho lắm. Cảm ơn Kiều Như, tôi đã khỏe rồi. Thì ra là tối hôm đó Kiều Như đi chung với anh Tuấn hả? Phải. Tại anh buồn vì chuyện trái kho lúa nên em rủ anh đi chơi cho khoai khỏa. Kiều Như, Kiều Như cho tôi hỏi chuyện này nha. Có chuyện gì chị cứ nói. Có phải Kiều Như rất quý mến anh Tuấn không? Sao chị lại hỏi như vậy? Chị làm em bất ngờ đó. Đúng rồi, em rất quý mến anh Tuấn. Nhưng mà chỉ là tình cảm bình thường thôi. Kiều Như đừng có ngại. Từ lâu rồi tôi biết là Kiều Như rất quý mến anh Tuấn. Tôi có chuyện này, Kiều Như có thể giúp đỡ cho tôi được không? Là chuyện gì vậy? Kiều Như cũng biết đó, trong thời gian này anh Tuấn đang gặp nhiều khó khăn lắm. Anh ấy cần một người an ủi và động viên anh ấy. Tôi là bạn ảnh, nhưng mà tôi lại không giúp được điều này. Bộ chị đang gặp chuyện gì sao? Không, chỉ là sắp tới đây tôi có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Tôi không có thời gian đi gặp anh Tuấn. Kiều Như hãy giúp đỡ anh Tuấn, hãy ở bên cạnh anh, chăm sóc an ủi cho anh trong thời gian này được không vậy? Anh Tuấn, có lẽ duyên số của chúng ta không thể đến được với nhau. Em ngàn lần xin lỗi, mong anh hãy bỏ qua cho em. Quang cảnh ở đây thật là bình yên và đẹp đẽ, nhưng tại sao bà lại u sầu và buồn bã như vậy? Ông là ai vậy? Tôi là một người hiểu thấu lòng của bà, và là một người, có thể nói là một người tâm giao. Tôi không hiểu ý ông. Ông là ai mà sao biết tôi đang suy nghĩ gì? Tôi là Bá Hộ Tuất, cha của kẻ đã gây ra nỗi đau cho gia đình của bà đó. Thì ra ông là ba của cậu Huân hả? Bà đã nhìn lầm người rồi. Đáng lẽ bà không nên giao du với cái loại khốn nạn như vậy. Bà khổ cũng dễ hiểu thôi. Ông, sao ông lại nói con trai ông như vậy? Tôi cũng không ưa gì cái thằng con trời đánh đâu. Nó chỉ biết hại những người lương thiện như bà đây thôi. Nhưng mà lỗi một phần cũng tại tôi. Vì tôi quá mê cờ bạc nên mới ra nông nỗi này. Tôi lại thấy lỗi không phải ở bà. Nhân tiện tôi đến tìm bà để giải quyết chuyện này đó. Thật sao? Thật sao ông Bá Hộ? Thật. Vậy là ông nói cậu Hai Quân bỏ qua cho gia đình tôi hả? Không phải như vậy đâu. Vậy ông làm sao giúp được tôi hả? Tôi sẽ đưa bà một số tiền đủ để trả món nợ này. Ông ơi, tôi ngàn lần đội ơn cứu mạng của ông. Tôi không cần cảm ơn. Bà đứng dậy đi. Tôi chỉ cần bà thực hiện một yêu cầu rất là đơn giản, không biết bà có đồng ý không.
Hai đứa có thấy má đâu không vậy? Hồi nãy á, chị á nói chuyện với chị nào á nên má trốn đi rồi. Cuộc đời mình xem như là đã an bài. Gã hai quân này sẽ không để yên cho gia đình mình đâu. Theo lời gã thì có lẽ mình đành chấp nhận phó thác tấm thân này thì may ra mới cứu được gia đình. Chị hai, xe hơi kìa. Chào cô. Ông đến đây làm cái gì? Làm sao biết nhà tôi mà đến vậy? Cô không mời tôi vô nhà. Mời mời bá hộ vô nhà. Hai đứa đi chơi đi nha. Dạ, mời ông bá hộ ngồi. Má, ông bá hộ, tôi không muốn sự xuất hiện của ông ở trong nhà của tôi. Mà ông đi về cho. Dạ, con đừng vậy mà. Ông ta đến đây là có ý tốt mà. Ông ta mà có ý tốt hả má? Ông ta là kẻ xấu nhất ở trên đời này. Ông bá hộ, mời ông ra khỏi nhà tôi đi. Má xin con mà Nhị Hà. Ông ta hứa là đến đây để trả nợ cho gia đình mình mà. Ông mà trả nợ cho gia đình tôi, tôi không dám tin ông đâu ông bá hộ. Ông nói thẳng ra đi, ông muốn cái gì ở gia đình tôi hả ông bá hộ? Má cô vừa mới nói rồi, hôm nay tôi đến đây là để giúp gia đình của cô đó. Tôi không muốn nghe những lời giả dối của ông. Ông đi về đi. Nhị Hà, má biết lỗi mà con. Cứu má lần này đi con. Lần cuối cùng má không có dám tái phạm nữa mà Nhị Hà. Cứu má đi con. Tôi cũng về. Tôi cũng đã biết lỗi của tôi rồi. Tôi mong là cô bỏ qua chuyện cũ đi, mà hãy chấp nhận thành ý tốt của tôi. Tôi đến đây là muốn sửa chữa lỗi lầm này. Nhị Hà, má xin con mà. Nếu con không đồng ý sự giúp đỡ của ông bá hộ, má, má chết trước mặt con cho con coi nè. Má, đừng mà. Đừng làm như vậy mà má. Má, má chết nè, má chết. Má, mình tệ đi má. Má, má ơi, con ơi, vì chữ hiếu giúp má đi con. Má, má ngồi lên trước đi. Ngồi lên đi má. Thôi được rồi, ông nói đi. Ông muốn gì đây ông bá hộ? Tôi sẽ trả nợ thai của tôi. Số nợ đã lớn lắm, tôi không muốn mang ơn của ông đâu. Tôi hiểu tính cách của cô mà. Chắc cô nhớ lời đề nghị đêm trước của tôi chứ? Tôi quên mất rồi. Như vậy thì tôi sẽ nhắc lại. Tôi đã đề nghị cô hát riêng cho tôi nghe. Lúc đó chỉ để thử lòng cô thôi. Nhưng bây giờ là thật. Cô sẽ hát cho tôi nghe mỗi khi có tiệc tùng, hoặc là lúc tôi muốn nghe cô hát. Có thật là đơn giản vậy không? Đúng vậy.
Ông để tôi suy nghĩ đã. Con ơi, ông Bá Hộ ông đã có thành ý tốt vậy, con nhận lời đi. Việc này má thấy quá đơn giản mà con. Con. Có lẽ là cô sợ tôi lại làm chuyện không hay với cô. Cô yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vậy là con đồng ý rồi hả? Má cảm ơn con, má cảm ơn con nhiều lắm con ơi. Ông Bá Hộ ơi, tôi đội ơn ông nhiều lắm, ông Bá Hộ ơi. Mọi việc đã diễn ra êm đẹp theo tính toán. Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ phải làm gì? Xin ông chủ cho chỉ thị. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục tiệc tùng, để ăn mừng thắng lợi này đã. Nhưng theo em thấy thì ông chủ chưa hẳn đã cướp được Quan Nhị Hà, mà chỉ là cứu cô ta thoát khỏi vòng tay của Hai Huân thôi. Em nghĩ tôi là ai vậy? Tôi là Bá Hộ Nguyễn Bá Tuất. Chuyện gì tôi muốn có là sẽ có, cho dù ông trời có can thiệp vào cũng không cản được tôi đâu. Em cứ yên tâm đi. Mấy hôm nay có tin tức gì của Sở Cẩm không chú? Vẫn chưa con à. Vậy bây giờ chú có kế hoạch gì không? Mình có thể tiếp tục công việc được không chú? Trước mắt thì vẫn chưa làm gì được con à. Vốn liếng bây giờ hết sạch rồi, chú cũng chưa có kế hoạch gì cả. Chú Quỳnh à, chú có thể dùng uy tín của chú để mua thiếu lúa mà. Con nghĩ nếu chúng ta xoay vòng đồng vốn thật nhanh thì có thể hoạt động lại được. Chú cũng nghĩ đến điều này. Có vài nơi họ có vốn rất là mạnh, nên họ ứng trước cho nông dân, chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh. Nhưng chú nghĩ rồi ông trời sẽ thương người khốn khổ, cũng có ngày chúng ta sẽ gây dựng lại được thôi. Tất cả chuyện này là do con gây ra. Con thấy hối hận lắm vì đã không gây dựng trước khi chuyện này xảy ra. Thôi, con đừng tự trách mình nữa. Khi giận đã tới, không ai né tránh được đâu con. Chúng ta cứ cố gắng lạc quan hơn, rồi số phận sẽ quyết định rồi. Mai má, má ơi. Ủa? Anh Tuấn. Em tới hay nào vậy? Nó tới lâu rồi đó con. Nè, nó phụ má nấu bún chả cá cả buổi trời rồi đó. Em nghe bác gái nói là anh thích món này, cho nên em nấu cho cả nhà ăn cho vui đó anh. Kiểu như nó đảm đang lắm đó con. Bác cứ khen con, chứ ở nhà con toàn bị má con rầy hoài. Con vô thay đồ rồi ra ăn cho nóng đi. Dạ. Cũng may là nhờ có bác chỉ cho con á, nếu mà để một mình con làm chắc là không được đâu. Thơm quá à. Nè con. Dạ. Dạ con mời bác. Cảm ơn con. Nè, anh Tuấn ăn đi. Em cứ để anh tự nhiên được rồi. Anh đó, anh phải ăn thiệt nhiều vô. Thời gian này em thấy anh ốm lắm á. Có con chăm sóc cho nó như vậy, nó sẽ mập lên thôi. Dạ. Thôi, mời cả nhà. Ừ, ăn đi con. Dạ. Kiều Như chăm sóc cho anh Tuấn, mình cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Mình linh cảm
Lão Túc đang có âm mưu gì đó chứ không đơn giản là giúp mình. Nhưng thôi kệ, số phận đến đâu đành hay đến đó vậy. Anh Tuấn được vui vẻ, hạnh phúc là mình đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Dừng lại. Quân à, kìa con. Mày đừng có hỏi nữa, con đang mệt lắm, con không muốn nói chuyện này nữa. Má thấy dạo này con có nhiều ưu tư quá à. Rồi con với ba con á lại cứ gây nhau càng ngày càng căng, má thấy buồn quá. Má đừng bao giờ nhắc ông ta trước mặt con nữa. Thôi được rồi, con không muốn nhắc thì má không có nhắc nữa. Mà Quan Nhị Hà là ai vậy con? Sao má nghe con nhắc đến cô này hoài vậy? Dạ. Sao con lại kêu xe nữa? Má về trước đi, bây giờ con có việc phải đi. Nè, con về nhà đi, má có chuyện cần nói với con. Con đang có chuyện gấp cần giải quyết, con gặp má sau. Nè, giải quyết xong á phải về nhà nghe chưa? Con biết rồi, má đi. Về nhà. Dạ ba. Dốc lớn, ông bữa hổm kìa. Chị hai ơi, chị hai. Hả? Có công gì hung dữ đến kiếm chị kìa. Em đi chơi đi, để chị nói chuyện nha. Dạ. Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Cậu không cần phải nói gì hết. Nè, đếm lại đi. Ở đâu cũng có số tiền này. Đó là chuyện riêng của tôi. Kể từ bây giờ với tôi và cậu đã hết nợ nần rồi. Cậu đừng có đến đây làm phiền gia đình tôi. Mời cậu về cho. Chỉ mới có một ngày thôi mà cô kiếm được 1.000 đồng, ai đưa tiền cho cô? Mời cậu về cho. Chuyện gì bực mình hả? Tiền này là sao? À, anh tới nhà Quan Dị Hà. Cả ngày hôm qua anh đi không có tin tức gì, em lo cho anh lắm đó.
Có gì vậy con? Con biết vợ ông Tuất hả? Dạ. Hình như bà ấy có ác cảm với con thì phải. Bộ trước đây con với bà ta có xảy ra chuyện gì sao? Mình về đi, chuyện đi dài lắm. Vừa đi con vừa kể cho chú nghe. Thằng Tuấn nó rất mong có được việc làm tốt để lo cho bác. Thấy bác vất vả nó cũng buồn. Chú ba, việc hai chú cháu sao rồi? Anh Tuấn, sao rồi? Dạ, không được rồi má. Sao vậy anh? Thằng Tuấn á, với vợ ông bá Hậu Tuất đã từng xảy ra mâu thuẫn với nhau. Vì vậy mà bà ấy không đồng ý để cho nó làm. Thôi, anh Tuấn cũng đừng có buồn nữa. Không làm được việc này thì mình sẽ tìm việc khác. Con cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Chú còn vài người bạn nữa, để chú hỏi họ coi sao. Dạ, con cảm ơn chú. Nhưng mà cũng hơi tiếc á. Nếu mà con làm được chỗ này á, là lương khá lắm đó. Mời. Mời em chủ. Theo lời em nói thì mọi việc đã chín muồi rồi. Chỉ còn một bước cuối cùng, tôi nắm được hoàn toàn Quan Nhị Hạ trong tay. Là xong tất cả. Còn một vấn đề em muốn nói với ông chủ. Là vấn đề gì? Quan Nhị Hạ trước đây đã yêu say đắm một chàng trai. Nếu như ông chủ chưa biết anh chàng này, e là sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Cô ta có người yêu rồi sao? Là ai vậy? À vậy thôi chú về nghe. Dạ, để con dắt xe cho chú. Tuấn à, thôi con đừng có buồn nữa. Cứ từ từ đi, chờ tin của chú nghe. Dạ, con cảm ơn chú. Thôi, chú về nghe. Sẽ có tin sớm thôi. Dạ, chú về. Chính là anh ta đó ông chủ. Cậu hai đã không thể chiến thắng anh chàng này. Một anh chàng thư sinh nhưng rất mạnh mẽ và giàu nghị lực, nhưng lại không tham tiền phụ nghĩa. Ồ, rất ấn tượng. Tôi cũng đã biết qua cậu trai trẻ này rồi. Với tính cách của cậu ta như vậy, thì liệu là ông chủ có cách gì để chiến thắng cậu ta không? Không thành vấn đề. Ê, không tham tiền phụ nghĩa, đó cũng chính là điểm yếu của cậu ta đó Xuân Thương. Dạ chào anh Tuất. Chào chú. Anh đi đâu về vậy? Tôi có công việc ra ngoài một chút. Lúc nãy tôi có chạy ngang qua ngôi nhà đằng kia, thấy hình như chú đang nói chuyện với ai. Dạ, đó là người mà tôi muốn giới thiệu làm việc cho anh. Thì ra là vậy. Vậy là ông trời giúp mình rồi. Chú nói tôi mới sực nhớ. Đúng là hôm nay tôi có hẹn với chú mà tôi quên mất. Tôi xin lỗi. Bây giờ chú gọi cậu ta đến gặp tôi đi. Dạ, lúc nãy em có đưa cậu ta đến nhà anh, nhưng mà chị hai không có đồng ý cho cậu ta làm việc cho anh. Sao lại như vậy được chứ? Không được đâu. Tôi đã hứa với chú thì tôi sẽ nhận.
Vậy tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Được gì thì còn gì bằng. Thằng cháu này á, ba nó là bạn thân của tôi, với lại gia đình nó đang gặp rất nhiều khó khăn. Thôi được rồi, bây giờ tôi về nhà tôi chờ chú. Chú cứ đưa chàng trai đó đến gặp tôi liền nha. Dạ, tôi sẽ đưa cậu ta tới gặp anh liền. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thì ra là ông chủ quen biết với người đàn ông đó. Giờ ông chủ đã có cách nào để đối phó với anh ta chưa? Tôi làm việc gì á, thương thì cũng được ông trời ủng hộ. Cứ chờ tin tôi đi, không bao lâu đâu tôi sẽ thu phục được chàng trai trẻ đó. Vậy còn điều mà ông chủ đã hứa với em? Ngày nào tôi có được Quan Nhị Hà thì ngày đó chồng em cũng sẽ thoát cảnh ngục tù. Tôi hứa. Nè, chút nữa con gặp bà ta, con cố nhịn bà ta nghe không? Ông ta mới là người quyết định. Dạ, con biết rồi. Dạ chào anh. Chú ba. Dạ. Ủa, là cậu đó sao? Ủa, chào ông. Bộ anh biết cháu tôi hả? Tôi biết. Tôi rất thích cậu trai này đó. Mời vô nhà. Dạ. Lần trước mình gặp ông ta, cứ ngỡ ông ta là người không quen biết với gia đình này. Thì ra ông ta là bá hộ tuất. Nhưng tại sao ông ta lại có cách hành xử kỳ lạ như vậy? Con người này thật là khó hiểu. Hãy ngủ trà đi. Dạ. Ủa, chị Hay Liễu đâu không thấy nhà hả anh? Bà ra ngoài có chuyện rồi. Giới thiệu với anh, đây là Tuấn, cháu trai của tôi. Nó mới vừa học xong tú tài. Học xong tú tài thì tốt quá rồi. Thật dạ. Ra đó, công việc ở đây cũng không có khó khăn gì đâu. Chỉ cần hàng ngày cậu ra thu gom lúa cho tôi, đếm số lượng từng ngày, rồi đến cuối tháng tổng kết lại cho tôi là được rồi. Vậy thôi. Chỉ vậy thôi không? Chỉ vậy thôi. Làm việc với tôi, chuyện lương hướng cậu đừng có lo lắng. Cậu là cháu của chú ba đây, tôi sẽ có nhiều ưu đãi hơn cho cậu. Xin thay mặt gia đình nó cảm ơn sự giúp đỡ của anh rất nhiều. Có gì đâu mà cảm ơn hả chú ba. Làm việc thì phải nhận lương mà. Dạ. Mời. Vậy? Có ông Tuấn già dê đến kiếm chị kìa. Chị không được nói vậy, phải nói là anh Tuấn của chị Hai. Hai đứa, anh Tuấn mà kiếm chị thì nói là chị dạ, không có dạ. Nhà nghe chưa? Dạ. Đi. Nhanh lên em. Út lớn út nhỏ, cho anh hỏi chị Hai có nhà không? Chị Hai không có ở nhà đâu anh. Chị Hai đi xa rồi. Đi xa là đi đâu vậy em? Chị Hai đi đâu vậy chị? Chị Hai đi tỉnh nhà quê. Nhưng mà tụi em cũng không biết đi đâu nữa. Mà lâu lắm mới về. Đúng rồi, đi tỉnh nhà quê á anh. Sao đi xa mà không nói tiếng nào hết vậy ta? Kiều Như rất xứng với anh Tuấn.
Nếu anh ấy được hạnh phúc bên Kiều Như, mình sẽ rất an lòng. Nè, hai đứa, chị hai mà có về á, hai đứa đưa bức thư này cho chị hai giùm anh nha. Dạ, đưa luôn được không anh? Hả? Ui, chị hai có ở nhà đâu mà đưa. Vậy thôi anh về cho hai đứa. Dạ, về bảo trọng. Em xin lỗi đã phải tránh mặt anh. Em xin lỗi. Đi. Chị hai, anh Tuấn gửi thư tình cho chị nè. Ừ. Hai đứa đi ra sau nhà chơi đi nha. Dạ. Em đi đâu sao không cho anh biết vậy nhỉ hả? Anh vừa mới kiếm được việc làm rất tốt. Anh đang rất vui nên muốn chia sẻ điều này với em. Nhưng thật đáng tiếc là em có việc đi xa. Em về phải gặp anh ngay để anh trừng trị em cái tội không quan tâm tới anh đó. Em có biết không? Thương em nhiều lắm. Em cũng thương anh nhiều lắm. Chúc mừng anh. Em xin chúc mừng anh. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đâu có gì đâu em. Có phải là chị Hà không tới chơi cho nên là anh không được vui đúng không? Không phải gì đâu. Mà tại sao hôm nay chị Hà không tới vậy? Cô ấy có việc phải đi xa. Nếu mình cho anh Tuấn biết chuyện chị Hà đã nói với mình, không biết anh ấy sẽ ra sao nữa. Vừa qua anh ấy đã gặp rất nhiều chuyện không vui rồi, bây giờ mà gặp thêm chuyện này nữa. Ủa Kiều Như. Em sao vậy? Dạ em đâu có sao đâu. Mình còn khách khứa gì nữa không anh? Chỉ còn bọn chú ba nữa thôi em.
Ngày xưa chứ bây giờ lớn tuổi rồi đâu còn hơi hám đâu mà ca nổi. Trời ơi, ca không nổi thì ca chìm. Hay dở không thành vấn đề, quan trọng là ở tấm lòng, đúng không mấy đứa? Dạ. Đúng rồi đó chú ba. Chú ba, trước khi ca làm một ly lấy hơi đi chú ba. Uống đi, rồi ca bản nghe chơi chút. Thôi được rồi, bữa nay vui như thế này, tôi cũng ráng ca một bản. Đúng rồi. Mọi người nâng ly ủng hộ cho tôi nha. Thôi. Rồi, dạ. Nâng ly. Cạn. Cạn. Yêu là chết trong những ưu sầu, mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau. Lòng luôn vương vấn mong chờ, nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Thôi thì cứ vui cho qua ngày, buồn chi để tâm tư ném tu đời. Thì thôi buồn ơi cứ đi, để riêng tôi vài phút giây nào.